phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông. Cà phê Triệu Cành quả to chín đều là kết quả của một quá trình chăm bón, khởi đầu từ đầu trâu mùa khô và tiếp bước bằng đầu trâu mùa mưa. Đầu trâu mùa mưa được nghiên cứu chuyên biệt cho cà phê, cân đối NPK, bổ sung vi lượng hợp lý, giúp quả lớn nhanh, chín đều và chắc hạt. Đầu trâu mùa mưa niên vụ 2019, tiếp bước cho vụ mùa thắng lợi. Vườn cà phê bị sốc nhiệt với biểu hiện vàng lá, rụng trái non. Giải pháp xử lý chính là phun phân bón lá cung cấp trung vi lượng cho cây, đồng thời sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để kích thích bộ rễ cân bằng dinh dưỡng. Cách làm thông minh đang được nhà vườn Đắk Nông thực hiện đã giúp cây dần phục hồi sau 7 ngày áp dụng. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Canh tác thông minh. Thưa quý vị, thưa bà con, năm 2019, thời tiết khắc nghiệt, tình hình mưa nắng diễn biến bất thường gây ra hiện tượng sốc nhiệt ẩm cho cây cà phê tại một số địa phương của Tây Nguyên với biểu hiện là vàng lá và rụng trái non. Giải pháp thông minh mà người nông dân cần áp dụng để ứng phó kịp thời với hiện trạng này của vườn cà phê chính là nội dung mà chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Tại Tây Nguyên, những năm gần đây, tình hình thời tiết thất thường gây ảnh hưởng quá trình canh tác của bà con. Năm 2019, khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài càng khiến cho việc chăm sóc cà phê trở nên khó khăn với nhà vườn. Tại Đắk Nông, một số cây cà phê bị vàng lá, rụng trái non sau khi nhà vườn làm sạch cỏ và bón phân. Tuy nhiên, với những cây cà phê nằm trong khu vực có bóng râm, lá vẫn giữ được độ xanh tươi. Sau khi bỏ phân thì em thấy nó hiện tượng nó vàng lá và có hiện tượng rụng trái. Vì là cây nào chọc trời thì có nhà nó vàng hơn, cây nào có bóng râm dễ dài hơn là nó vẫn còn xanh hơn. Sốc nhiệt ẩm được cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng vàng lá rụng trái non trên cây cà phê nơi đây. Theo các nhà khoa học, thời tiết bất lợi nhiều vấn đề về bộ rễ dễ phát sinh do nắng nóng, nhất là những cây cà phê không được che phủ, bộ rễ hoạt động kém và dễ tổn thương. Thời gian này nếu bà con không chú ý mà bổ sung NPK có chất lượng tốt với liều cao sẽ gây rối loạn dưỡng chất cho cây, làm ảnh hưởng đến rễ cây gây ra vàng lá và rụng trái. Vì vậy khi cây bị sốc nhiệt thì việc bổ sung phân bón lá có trung vi lượng, phân hữu cơ để giúp bộ rễ phát triển và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Khắc phục là phân bỏ phân vi sinh, rồi rải thuốc chống tuyến trùng rễ và xịt phân bón lá để phục hồi lại cây. Thì đến nay thì tôi cũng xịt được khoảng tuần rồi thì cũng thấy bắt đầu nó hồi phục lại. Như vậy đến nay sau 7 ngày áp dụng phun phân bón lá cung cấp trung vi lượng cho cây, đồng thời sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để kích thích bộ rễ cân bằng dinh dưỡng, vườn cây của bà con dần phục hồi trở lại. Chính thực tế đó cho thấy đa phần nông dân vẫn còn chưa nắm vững kiến thức cũng như còn bối rối trong thực hành trong kỹ thuật canh tác, cách chọn và sử dụng phân bón trong điều kiện khí hậu không thuận lợi như năm nay. Nghe người ta hội thảo về, người ta nói trung vi lượng ấy về thì mình vậy thôi, chứ mình thực tế mình cũng chưa hiểu rõ cho cái trung vi lượng cho lắm. Chính vì vậy nên là mình bỏ phân một bữa nhiều khi là không biết trong đất nó thiếu những cái gì mình bỏ, nên là nó nhiều khi cái kiến thức nó chưa có, nên là bỏ phân nó hay bị dư phân, có khi thừa cái chất này mà thiếu cái chất khác, là cái vấn đề mà bà con nông dân là rất nan giải trong cái đấy, mà hầu như ai cũng thế. Nên là nói chung là muốn mong công ty phân hay là nhà nước có những cái chính sách hay có những cái gì đó giúp đỡ cho bà con làm sao mà đầu tư ít mà nó bỏ phân làm sao cho nó hiệu quả chất lượng với đối với cây cà. Bây giờ bỏ thì cứ bỏ mò vậy thôi, không biết lối nào mà tính được. Theo các nhà khoa học, để quản lý tốt dinh dưỡng cho vườn cà phê, trong giai đoạn hiện nay cần chú ý đến các điểm sau: bón kết hợp hóa học và hữu cơ, bón cân đối NPK và cung cấp đầy đủ trung vi lượng cho vườn cà phê, kết hợp sử dụng phân bón lá nhất là thời kỳ đưa quả.
Việc bón kết hợp hóa học và hữu cơ vi sinh có tác dụng vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, vừa cải tạo được đặc tính lý hóa tính sinh học của đất, đồng thời còn có tác dụng làm tăng hiệu quả sử dụng của phân hóa học. Việc bón cân đối NPK và cung cấp đầy đủ trung vi lượng rất quan trọng. Theo đó, ngoài các yếu tố đa lượng như là đạm, lân, kali, cây cà phê còn cần các chất trung lượng như là lưu huỳnh, canxi, magie, silic và các chất vi lượng như là bo, kẽm, đồng. Đối với các vườn cà phê được thâm canh cho năng suất cao trên 4 tấn nhân trên 1 hecta trong nhiều năm, cần đặc biệt chú ý cung cấp các yếu tố trung vi lượng cho vườn cây. Do đạt năng suất cao nên sản phẩm cà phê cũng lấy đi rất nhiều các chất đa trung và vi lượng. Trong đó có nhiều loại phân hóa học không có hoặc có rất ít các chất trung vi lượng. Do vậy, lâu ngày sẽ sinh ra hiện tượng thiếu trung và vi lượng trên vườn cà phê. Các nhà khoa học khuyến cáo điều quan trọng nhất trong quá trình bón phân cho cây cà phê là phải biết được nhu cầu của cây trong từng thời kỳ sinh trưởng, như bón lót cho trồng mới, cho thời kỳ kiến thiết cơ bản, thời kỳ kinh doanh và trong từng giai đoạn nhất định mà sử dụng phân bón hợp lý. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, vườn càng có cây che bóng, thảm phủ mặt đất tốt thì việc ứng phó với bất lợi thời tiết càng tốt. Và bà con cần chú ý là chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây khi vườn đủ ẩm, vì nếu bón phân khoáng liều cao trong điều kiện ẩm chưa đủ thì tổn thương cây, tổn thương rễ rất dễ xảy ra. Và khi cây đã tổn thương thì việc phục hồi sẽ tốn kém. Hiện tại, các công ty lớn như là phân bón Đầu Trâu, họ có cả hội đồng khoa học xây dựng quy trình canh tác và phân bón cho cả vụ cà phê, bắt đầu từ mùa khô đến đầu giữa và cuối mùa mưa với các loại phân bón lá, phân hữu cơ. Nếu như nông dân áp dụng cho cả quy trình thì sẽ rất thuận tiện mà không cần sợ thừa hay là thiếu dinh dưỡng cũng như trung vi lượng. Các loại phân này rất phù hợp và tiện lợi, hiệu quả cho bà con. Thưa quý vị, thưa bà con, ở những vườn cà phê vừa xử lý cỏ xong, bộ rễ cây dễ bị đốt nóng do nắng chiếu trực tiếp. Và thời điểm này thì chỉ cần nông dân không chú ý mà bổ sung phân bón có hàm lượng kali cao thì sẽ dễ gây mất cân bằng các chất trung vi lượng, từ đó xảy ra các hiện tượng cây bị vàng lá, rụng trái non. Để xử lý hiện tượng này thì bà con cần phải phun phân bón lá cung cấp trung vi lượng cho cây, đồng thời sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để kích thích bộ rễ cân bằng dinh dưỡng. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, việc canh tác cà phê nên đảm bảo 3 tầng tán gồm tầng cây che bóng, kế đến là tầng cây cà phê, dưới cùng là thảm cỏ thực vật, sẽ giúp vườn phân tán ánh sáng đồng đều, ứng phó với bất lợi thời tiết, giảm thất thoát nước, giữ ẩm vào mùa khô và tăng độ mù cho đất. Đồng thời, bà con cần chú ý chỉ bón phân cho cây khi vườn đủ ẩm để tránh gây tổn thương cây và tổn thương rễ cây. Quan sát một số vườn ở đây, chúng ta thấy rằng rõ ràng ở đây nông dân đã có những cái kinh nghiệm làm cà phê rất tốt. Tuy rằng đất đai nó cũng không hoàn toàn thuận lợi, ví dụ nó có đá hoặc là một số cái yếu tố, nhưng mà quan sát tổng thể vườn cây cũng như trao đổi thì chúng ta thấy đây là một trong những vườn là nông dân chăm sóc tương đối tốt, sử dụng giống mới, kỹ thuật canh tác tương đối ổn định. Tuy nhiên, chúng ta thấy năm nay với cái mong muốn là chăm sóc vườn cây để đáp ứng một cái năng suất cao, nhưng mà nó xảy ra một cái sự cố vàng lá, thì qua sơ bộ quan sát thì chúng tôi có thể trao đổi trên cái triệu chứng nông học về mặt nông học quan sát trên vườn. Thì chúng ta thấy năm nay là một cái năm mà mưa nắng rất thất thường, cho nên cái vấn đề sốc nhiệt ẩm của cây trồng diễn ra rất khốc liệt. Khi với một cái vườn cây mà năng suất khá là tốt, mà nông dân vừa xử lý cỏ xong thì cái mặt đất nó trơ, cho nên khi mà cái bộ rễ cây nó bị đốt nóng, và quan sát chúng ta thấy những cây mà càng bị nắng mặt trời thiêu rọi thì bộ rễ nó càng sốc nhiệt. Khi đưa cái phân bón mà có cái hàm lượng kali cao, nó huy động dinh dưỡng rất mạnh, thì nó làm cho cái vấn đề mất cân bằng các cái trung vi lượng thể hiện càng rõ. Từ đó là xảy ra cái hiện tượng là cái vườn cây nó bị vàng lá do các cái yếu tố trung vi lượng, mà chúng ta thấy cái biểu hiện thiếu trung vi lượng nó thể hiện rất rõ trên vườn cây. Chúng ta thấy rằng rõ ràng trong một cái điều kiện mà vườn có sinh khối càng cao, tiềm năng năng suất càng lớn thì cái tổn thương do cái vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu càng lớn lên. Và nông dân chúng ta là họ sản xuất theo một cái tập quán kinh nghiệm, cho nên nếu những năm mà thuận tiết thì không xảy ra những cái vấn đề về vàng lá, vấn đề về rễ cây, vấn đề về rụng trái. Nhưng mà nếu năm nào mà cái vấn đề thời tiết mưa bất thường, chúng ta thấy sẽ rất nghiêm trọng. Những cái cơn mưa nó vẫn chưa thuận, cho nên dẫn đến tình trạng cây cà phê nó đã sinh trưởng trong một cái môi trường thời tiết rất là bất lợi. Thì
cái sự hoang mang của nông dân khi chúng ta xử lý một cái yếu tố dinh dưỡng là sự tự nhiên. Nhưng tôi cho rằng đây là những yếu tố, nếu xét về mặt nông học, là sự trùng hợp của nhiều cái vấn đề. Bộ rễ cây do nắng nóng, thời tiết bất lợi, mặt đất ở những cây không che phủ, bộ rễ nó hoạt động kém. Khi chúng ta đưa NPK liều cao vô thì cái rối loạn dưỡng chất nó xảy ra. Cho nên vấn đề là quan trọng nhất, không cái gì ngoài là nông dân phải hiểu rõ đây là vấn đề nông học để họ có thể phục hồi vườn cây được. Nếu như nông dân chúng ta càng bắt tay vào phục hồi sớm, xử lý yếu tố vi lượng, kích phát bộ rễ càng sớm thì giữ được nguyên bộ trái. Chúng ta thấy có một số trái rụng sinh lý nhưng chưa phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Nếu như chúng ta xử lý sớm thì vẫn đáp ứng được vấn đề là năng suất phục hồi vườn đẹp. Chúng tôi muốn nói đến nông dân là chúng ta hãy quản lý tham phủ tốt. Bởi vì trong cái yếu tố biến đổi khí hậu, vườn càng có cây che bóng, càng có cái thảm phủ mặt đất tốt thì cái ứng phó với cái bất lợi thời tiết càng tốt. Và khi mà mưa chưa thực sự đủ ẩm thì bà con chúng ta đừng sốt ruột. Bởi vì khi chúng ta bón dinh dưỡng liều cao trong điều kiện ẩm chưa đủ thì cái tổn thương rễ và tổn thương cây là rất dễ xảy ra. Và khi nó đã tổn thương thì cái việc phục hồi sẽ tốn kém và có thể gây hoang mang. Sản xuất cà phê theo hướng bền vững là yếu tố quan trọng góp phần từng bước nâng cao năng suất và chất lượng cà phê của Việt Nam và cải thiện thu nhập cho nông dân. Trong đó, quản lý đất và dinh dưỡng trong canh tác cà phê là giải pháp quan trọng nhằm giúp cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao và bền vững, đồng thời cũng là giải pháp ngăn ngừa sự suy thoái đất, duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất. Như chúng ta đã biết là Tây Nguyên là một cái vùng trồng cây công nghiệp chủ lực, cây công nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Thì đây là một cái vùng mà phải nói là nó có cái điều kiện sinh thái nó khá phù hợp cho nhiều loại cây xuất khẩu chủ lực, ví dụ như là cà phê, hồ tiêu, số loại cây ăn quả v.v. Tuy nhiên trong sản xuất của chúng ta thì nó đã và đang gặp nhiều cái vấn đề. Trong đó có vấn đề về quản lý nguồn tài nguyên đất. Thì thật ra mà nói thì không phải bất kỳ một cái nông dân nào hay là cái sản xuất nói chung của chúng ta là làm cho sử dụng phân bón nó cũng làm cho suy thoái đất trong quá trình vừa qua. Thực tế nhưng phải thì qua cái quá nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng là những cái nông dân nào mà sử dụng phân bón nó hợp lý, nó cân đối thì độ phì đất ngày càng được cải thiện. Chúng ta khẳng định nhau như thế. Một số nông dân thì người ta sử dụng phân bón không hợp lý, tức là không có cân đối, rồi không chú ý sử dụng phân hữu cơ kết hợp với những cái giải pháp quản lý cái việc sỏi mòn của đối đất thì nó làm cho đất đai bị suy thoái. Nhưng mà nhìn chung có thể nhìn thấy rằng ví dụ như cây cà phê nhà hàng thì trong vòng khoảng 20 năm canh tác thì cái chiều hướng mà làm giảm cái chất lượng đất là đã và đang xảy ra. Bởi vì thực tế thì khoảng trên 50% nông dân của chúng ta, nông dân trồng cà phê chúng ta là sử dụng phân bón không thực sự hợp lý. Cho nên điều đấy nó dẫn đến cái chuyện mà cái độ phì đất nó bị suy giảm và đặc biệt là cái chất lượng đất trong đối với trồng cà phê thì ngày đang có xu hướng suy giảm. Thế đây là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm trong sản xuất cà phê thời gian tới. Tất nhiên là để mà duy trì cải thiện độ phì nhiêu đất thì chúng ta áp dụng một cái hệ thống giải pháp kỹ thuật canh tác, trong đó có vấn đề sử dụng phân bón. Chúng ta có thể là bón, chúng tôi khuyên cáo là đối với cà phê hồ tiêu thì chúng ta nên lưu ý là tăng cường sử dụng phân bón phân hữu cơ, bởi vì nếu chúng ta sử dụng phân hữu cơ được thì nó làm cho cải tạo được cái tính chất vật lý và hóa học đất, nó làm cái tăng cái tính giữ nước, tăng cái tính giữ màu, giữ dinh dưỡng đấy, thì do vậy nó làm cái độ phì đất này càng được cải thiện hơn. Ngoài ra thì chúng ta phải lưu ý là bằng cân đối giữa các nguyên tố đa trung và vi lượng, đặc biệt là cân đối giữa đạm và lân và kali. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải bổ sung thêm cái trung vi lượng, bởi vì thật ra thì trong quá trình mà canh tác các loại cây công nghiệp dài ngày nói chung thì bà con chúng ta ít quan tâm đến việc cung cấp phân vi lượng cho cây. Và cái điều này dẫn đến cái chuyện là qua quá trình lâu dài cây sử dụng vi lượng từ đất
và làm cho đất bị thiếu đi. Và do vậy cái độ phì đất nhìn trong độ phì đất thì nó sẽ suy giảm, đặc biệt là các nguyên tố vi lượng. Cho nên là trong quá trình canh tác thì bà con cũng phải lưu ý là phải bón đầy đủ, mà số 1 là hữu cơ, thứ hai là cân đối giữa đạm lân kali, và thứ ba là bổ sung trung vi lượng hợp lý cho cây trồng, thì điều này giúp cho việc duy trì và cải thiện được độ phì nhiễu đất trong quá trình canh tác, và điều này giúp cho sản xuất chúng ta là mang tính bền vững hơn. Hiện nay là đa số nông dân chúng ta là sử dụng phân bón thứ nhất là theo cái cảm tính, rồi hai nữa là theo cái thời giá, có nghĩa là khi mà giá sản phẩm nó cao thì bà con sử dụng phân bón nó nhiều, và khi sử dụng phân bón nhiều mà không có cái tất thì càng mất cân đối, và khi mất cân đối như vậy thì tốc độ suy thoái về độ phì đất, nhiều đất thì nó xảy ra nhanh hơn. Đấy, thế đấy là cái hệ lụy của chúng ta sử dụng phân bón theo cái tình huống của thị trường. Chúng ta không sử dụng phân bón theo cái nhu cầu dinh dưỡng của cây, theo cái năng suất thu hoạch và theo cái độ phì đất. Thì hiện nay ở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên của chúng tôi thì khuyến cáo người nông dân bón phân theo cái độ phì đất, tức là bón phân theo độ phì đất và năng suất. Tức là ví dụ như cà phê, để cái vườn cà phê mình thu hoạch được 5 tấn và chúng ta biết được cái độ phì đất trên vườn đấy bao nhiêu đấy, thì sẽ sử dụng phân bón nó sẽ hiệu quả hơn. Và cái việc này thì viện cũng đã làm rất nhiều năm rồi, hàng năm thì cũng có rất nhiều nông dân người ta cũng tự lấy mẫu đến, người ta phân tích đất, rồi sau đó viện sẽ đề xuất cái quy trình bón phân dựa vào cái độ phì đất và cái năng suất đạt được, và như vậy thì hiệu quả kinh tế nó mang lại nó tốt hơn, đặc biệt là cái hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường. Quý vị và bà con thân mến, những tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Rất mong quý vị và bà con sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng chương trình. Thư từ góp ý, bà con và quý vị hãy gửi về canh tác thông minh vtv9@gmail.com hoặc tổng đài 1900 1773. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc kênh YouTube canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi, và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp ABM trên đồng ruộng, sử dụng giống kháng rầy, vệ sinh đồng ruộng, xạ thưa, bón phân cân đối, bảo vệ và tăng cường hoạt động của các loại ký sinh thiên địch bằng cách tạo ra nơi cư trú, hạn chế sử dụng thuốc hóa học trong giai đoạn đầu của cây lúa. Giải pháp thông minh giúp phòng trừ sâu bệnh hại, đặc biệt là tác hại của rầy nâu lên cây lúa. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào chủ nhật 25 tháng 8 năm 2019, trong khung giờ quen thuộc 17:15 đến 17:35. Phân bón đầu trâu chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mua dài lâu. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông. Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một trong năm thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu xứ Kim Chi, đã có mặt tại Việt Nam. Đây là bệnh viện thẩm mỹ 5 sao đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép hoạt động tại Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới nhất. Bệnh viện hoạt động theo mô hình chuyên sâu toàn diện về phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa kỹ thuật cao, chăm sóc và điều trị da cao cấp. Với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. Chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhan sắc mới, khởi đầu mới, chương trình do Gia Cát Media thực hiện, được phát sóng